Bộ Giáo dục Đào tạo vừa hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với bậc tiểu học, trong đó yêu cầu các địa phương duy trì vệ sinh môi trường trong trường học, có phương án bảo đảm sức khỏe, thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý. Trước thêm năm học, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các công trình trường học, không đưa vào sử dụng trường lớp đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn. Đối với kế hoạch dạy học, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, bố trí thời gian thực hiện chương trình, đảm bảo tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh. Các cơ sở giáo dục đảm bảo sĩ số học sinh lớp theo quy định điều lệ trường tiểu học 35 em trên một lớp, đồng thời có đủ thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên trên một lớp và cơ cấu giáo viên đủ dạy các môn học, hoạt động giáo dục.